Thưa quý vị, thời gian qua, nhiều địa bàn trên cả nước vẫn xảy ra tình trạng trộm cắp xe máy, các đối tượng lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hành vi bất chính. Tuy nhiên, dưới những nỗ lực truy quét tội phạm, lực lượng chức năng đã thành công bắt giữ nhiều tên trộm, đem lại bình yên cho cuộc sống của nhân dân. Mới đây nhất, Công an tỉnh Vĩnh Long đã truy bắt và tóm gọn một kẻ cướp cùng với tăng vật chỉ sau 30 phút nhận được tin báo theo đó, vào khoảng 13 giờ 20 phút ngày 13 tháng 5, Công an xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long nhận được tin báo của MP Quỳ Đê, sinh năm 2006, ngụ ở xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, vừa bị đối tượng dùng dao đe dọa, khống chế và cướp xe máy, mang biển kiểm soát 84 FC 6651 tại đoạn đường thuộc ấp Vĩnh Thuận, công an xã thuận thới nhanh chóng phối hợp cùng đội cảnh sát hình sự công an huyện trà ôn cũng như thông báo đến công an các xã thị trấn trên địa bàn tiến hành chốt chặn truy bắt Cơ quan công an nhanh chóng xác định được đối tượng gây án vụ cướp là Nguyễn Văn Bình, sinh năm 2000, ngụ ở xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn. Khoảng 30 phút sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Bình đang điều khiển xe vừa cướp được lưu thông qua đoạn đường thuộc tuyến quốc lộ 54 qua xã Vĩnh Xuân nên tiến hành bắt giữ. Bình khai nhận sau khi thực hiện vụ cướp, đang trên đường đi tìm nơi tiêu thụ thì bị công an phát hiện và bắt giữ. Công an đã thu giữ được xe máy cùng các tăng vật liên quan. Bình là đối tượng nghiện ma túy, có một tiền án về trộm cắp tài sản. Bình đang trong thời gian tại ngoại để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản trước đó, nhưng đã tiếp tục gây án. Thưa quý vị, tội phạm trộm cắp hoành hành với tính chất ngày càng liều lĩnh và táo tợn. Vì vậy, bên cạnh công tác truy quét tội phạm của các lực lượng chức năng, mỗi người cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, tránh việc lôi là, để tài sản hớ hênh trở thành miếng mồi béo bở cho các đối tượng trộm cắp.